Hi cho các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn và mình là Vinh đây. Đã khá lâu rồi mình mới có cái thời gian để quay một cái clip nói chuyện với các bạn về vấn đề cá biển. Đây là con cá mú chân trâu, ở trong này có một số con cá có con cá vàng, nó đột biến gen đấy, gọi là cái này gọi là đột biến luôn chứ không phải là thường biến đó. Thì hiện tại cái bè này là nuôi cá mú chân trâu hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp. Đấy, các bạn thấy con cá vàng chưa? Đó. Hôm nay là anh ấy anh đang sử dụng cái sản phẩm gọi là sổ ký sinh trùng định kỳ, tại vì trong cái con cá mú chân trâu thì nó có cái lá gan của nó rất là lớn và cái tiêu hóa thức ăn của nó cũng cần rất nhiều cái vấn đề đó, chuyển hóa cái năng lượng trong gan đó. Thì chúng ta cần phải có những cái lộ trình để xử lý cái chất độc hay là ký sinh trùng trong cái lá gan để tăng cường khả năng chuyển hóa. Khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thế là con cá nó ít bị cái bệnh liên quan ký sinh trùng, ví dụ như là sán lá gan hay sán lá đơn trùng hay trùng giận, đỉa cá đều có tác dụng. Thế nhưng chúng ta phải có cho định kỳ và cái kích cỡ nào chúng ta mới nên cho ăn. Con cá nhỏ thì chúng ta không nên cho ăn, con cá lớn thì chúng ta bắt đầu có thể sử dụng. Cái lợi thế của sử dụng thức ăn công nghiệp đó là chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn thức ăn, chúng ta không bị phụ thuộc vào cái lượng cá tươi mà chúng ta phải mua, và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái khí gọi là mùa vụ. Ví dụ như nếu vào mùa mưa thì cái thức ăn tươi chúng ta rất là khó kiếm, và để kiếm thức ăn chất lượng nữa là khó, và giá thành cũng rất là cao. Trong cái quá trình chuyển hóa cái năng lượng về dinh dưỡng ấy, thì trong cái động vật thủy sinh ấy, hay nói chung và con cá mú nói riêng ấy, thì cái năng lượng protein, lipid và các chất dinh dưỡng ở trong thức ăn ấy, là chuyển hóa ở gan là lớn nhất, sau đó thì đến mang, cuối cùng là thận. Thì cái việc mà bảo vệ cái chức năng gan là cái việc tiên quyết để chúng ta thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng và giảm thiểu cái tỷ lệ bệnh liên quan đến các bệnh về ký sinh trùng, ví dụ như sán lá gan, sán lá đơn trùng và một số loại đỉa cá. Thì khi con cá mà hấp thụ tốt cái dinh dưỡng thức ăn ấy, thì nó là cái tiền đề để xây dựng ra một hệ miễn dịch khỏe mạnh và một cái lớp nhớt dày. Và vì bản thân trong cái lớp nhớt của con cá nó có những cái tế bào bạch cầu, là những cái tế bào mà để chuyên môn để gọi là bắt và những cái gốc tự do hoặc là những cái vi khuẩn gây bệnh hoặc là thậm chí là ký sinh trùng đều có tác dụng bảo vệ. Thì hôm nay nước không được đẹp lắm nên con cá nó sẽ ăn chậm hơn bình thường. Mỗi ngày con cá nó ăn rất là mạnh. Trong cái lộ trình mà chúng ta nuôi một số đối tượng khó như sắp tới như con cá bớp mà hiện tại rất khó, thì chúng ta cũng bắt đầu phải có những cái áp dụng một cách triệt để và có cái quy tắc để chúng ta áp dụng những cái biện pháp để tăng cường sức khỏe của cá, thì chúng ta mới có cơ may chúng ta nuôi được con cá bớp với tỷ lệ sống cao. Thì hiện tại con cá bớp nuôi rất hên xui, có thể chết 100% trong tháng đầu tiên hoặc là tỷ lệ sống rất là thấp. Thì cái đấy cũng là một cái điều chúng ta cần chú ý để chúng ta có những cái lộ trình, những cái chương trình nuôi làm sao cho hợp lý. Thấy không? Cái việc cho ăn bằng thức ăn công nghiệp là cái mà chúng ta sẽ rất là nhàn. Rồi, đó là cái vấn đề mình nói qua về cái vấn đề sổ ký sinh trùng trong cá mú chân trâu. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì hãy comment bên dưới cái clip của mình nha. Và nếu thích thì bạn cho mình một like và hãy subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ kênh của Chris Nguyễn để càng ngày các bạn có nhiều cái thông tin hơn và chúng ta cùng trao đổi. Rồi, chào các bạn nha, chúc các bạn sức khỏe. Bye bye.